Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Lẽ ra thì tôi phải ra cái video này sớm hơn mất mấy ngày. Tuy nhiên thì nó không được may mắn là bị dính quả đau mắt đỏ ấy. Đang có dịch mà. Hiện tại thì nó cũng không phải là ổn cho lắm. Tuy nhiên thì nó cũng đỡ hơn rồi. Cho nên là ngày hôm nay anh em mình lại được gặp nhau. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số trà nước hoa mà mình sẽ không quyết định. Thực sự là mình không quyết định mua, kể cả là mình có tiền hoặc là dư tiền, thì những chai nước hoa mình sẽ list trong cái video này mình sẽ không bao giờ quyết định mua. Và lý do tại sao thì mình sẽ giải thích. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Top những chai nước hoa mà mình sẽ không bao giờ mua. Ok, còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Ok các anh em, những chai nước hoa đầu tiên đó là một số những chai nước hoa clone. Thực ra nếu như mà anh em nào hay tiếp xúc với mình thì mọi người đều biết là mình là người rất là ghét nước hoa clone. Thực sự mình rất là ghét. Đây là hai đối tượng mình thậm chí mình còn không cả thèm để ý tên nó là cái gì. Đây và đây. Thì thực sự là mình chưa cần nói là về mùi nhé. Mặc dù chỉ cần nhìn thôi là mình đã cảm thấy rất rất là ghét rồi. Một cái sự gọi là đạo nhái, nó gần như nó bê nguyên si như vậy. Từ cái kiểu dáng chai lọ đó mà mình rất rất là ghét đó. Chắc chắn là khi mà chúng ta nhìn hai cái chai này, chúng ta đều biết là nó là clone của Kilian Angelshare hoặc là một cái chai nào đấy thuộc cái line này. Và Sofor Neroli Portofino. Thực sự là mình nhìn rất là ghét luôn. Do vậy, kể cả là mình không biết là mức giá của nó như nào, tuy nhiên cứ cho là nó chỉ khoảng 500-600 nghìn thì mình cũng không bao giờ mình mua những cái chai nước hoa này. Bởi vì nói thật với các anh em, với cái mức giá chỉ cần chênh lên một tí thôi, chúng ta thừa sức sở hữu những cái chai nước hoa ngon ngon hơn rất rất là nhiều, thì thay vì phải mua những cái chai nước hoa clone. Cho nên đây là hai chai nước hoa mình không bao giờ mình thèm để ý đến. Kể cả mình có dư tiền hoặc một bất kỳ một cái gì, mình sẽ không bao giờ mình mua. Đó, đây là hai chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai và thứ ba đó là Amorge Minder Bidero Pop. Tại sao mình lại list cùng một lúc hai chai nước hoa này? Điều đầu tiên để nói qua một chút về mùi hương thì nói thực là mình cũng khá là thích hai mùi hương của hai sản phẩm này. Với Amorge Minder đó là sự kết hợp của bạc hà, gỗ đàn hương và một chút nhựa đó. Và Bidero Pop nó là một tông mùi của fruity, trái cây. Mình vẫn nói khi mà chúng ta ngửi Bidero Pop thì chúng ta giống như cảm giác bước vào một cái siêu thị hoa quả chín mọng, mùi hương thơm rất là dễ ngửi đó, rất là quyến rũ và nịnh mũi. Tuy nhiên ở hai chai nước hoa này nó có một cái đặc điểm chung cá nhân mình đánh giá, đó là nó rất là dễ gây nhanh chán. Đó có nghĩa rằng cái khoảng thời gian đầu khi mà xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích, tuy nhiên chỉ cần sau một cái khoảng thời gian ngắn sử dụng thì cá nhân mình lại thấy rằng mùi hương nó nói chung là nó cảm thấy gây nên một cái sự gì đấy nó hơi nhàm chán và đơn điệu. Do vậy để mà bỏ ra một mức giá không hề là rẻ và chúng ta và mình nhé, mình cảm thấy rằng một cái mùi hương nó có thể nó rất là hay lúc ban đầu, tuy nhiên sau một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì nó lại cảm giác khá là nhàm chán, thì cân đo đong đếm một chút thì đấy là một cái sự lãng phí khá là lớn. Do vậy nếu như mình có điều kiện dư giả về tài chính, chắc chắn là mình cũng sẽ không mua hai chai nước hoa này. Mặc dù cái ấn tượng ban đầu về mùi hương thì cũng rất là ok, tuy nhiên như mình đã nói là cái độ nhanh chán nó tỷ lệ nó hơi cao. Do vậy với Amorge Minder và Bidero Pop mình sẽ không mua. Đó, chai nước hoa thứ tư đó là Russian Tea. Nói thế nào nhỉ, đây là một chai nước hoa mà có sự kết hợp giữa trà và gia thuộc. Tuy nhiên với cái đánh giá của mình thì thực sự chai nước hoa này mùi trà của nó cũng không phải là quá là xuất sắc. Thực sự so với mức giá thì không phải là quá xuất sắc. Có thể nó ngon hoặc là như thế nào đấy. Tuy nhiên bảo rằng đây là một chai nước trà hoa mùi trà rất là ổn, gọi là xuất sắc thì là không phải. Nó so với một số chai nước hoa rẻ tiền hơn, thậm chí không hề nhỉnh hơn. Ví dụ như cái dòng Bulgari, dòng trà của Bulgari ấy, thì thực thế là Russian Tea cũng không phải là vượt trội hơn hẳn. Đó, thì mình thấy rằng mình sẽ không mua chai nước hoa này, Russian Tea. Chai nước hoa thứ 5 đó là Nasamato Black Afghano.
Như mọi người đều đã biết thì ví dụ như chúng ta hay đọc những quảng cáo thì mọi người đều nói rằng đây là một chai nước hoa mùi cần sa, mùi cần. Tuy nhiên, nếu như các anh em đã từng ngửi cần thì chúng ta đều đã biết rằng chai nước hoa này nếu mà so sánh với Mancera Hindu Kush thì cái độ chân thực về mùi cần sản phẩm của nhà Mancera nó còn thật hơn. Ít nhất là chúng ta sẽ cảm thấy cái vị hơi ngái nồng của mùi cần sa. Tuy nhiên ở Black Africano thì là không, nó chỉ đơn thuần là một chai giữa trầm và nhang đó, không phải là một chai nước hoa gọi là đặc trưng của mùi cần. Mặc dù là quảng cáo thì chúng ta đọc thì mình thấy là chắc chắn là nhiều các anh em có nghe thấy đề cập là như vậy. Do vậy nếu như chỉ đơn thuần là một chai mùi trầm và nhang thì nói thật với các ông, bây giờ có hàng nghìn chai nước hoa, có hàng nghìn sự lựa chọn thay vì phải mua một chai nước hoa 30ml. Và cái nồng độ thì mình không bao giờ mình bị gọi là những lời quảng cáo về nồng độ extract hay là cái gì đến 50% nồng độ tinh dầu, bởi vì những cái đấy đối với mình nó chỉ đơn thuần là quảng cáo, nó chỉ là một dạng kiểu như là PR business mà thôi, mình không tin đó. Cho nên việc extract nồng độ của nó đối với mình nó không phải là một cái vấn đề mình quan tâm. Mà ở đây mình chỉ đang nói rằng một cái chai nước hoa chỉ có 30ml và cái cấu trúc mùi hương nó chỉ là đơn thuần một chai trang, nhang và trầm thì thực sự nó có quá nhiều những cái option để mà chúng ta lựa chọn. Do vậy Black Africano mình cũng sẽ không bao giờ mình sở hữu đó. Chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm Azzaro và nó có tên là Wanted. Đây là một trường hợp khá là kỳ lạ khi mà đây là một line rất là thành công của nhà Azzaro, trừ cái chai mở đầu. Thông thường cái chai mở đầu của một cái line nước hoa nào đấy thì nó lại là một cái chai thành công nhất. Mà đây ví dụ như là Lanvitalome, The One ED, không phải, Dior Sauvage EDT đó, vân vân một số những line khác đó, thì thường những cái chai đầu tiên bao giờ cũng xuất sắc hơn những phiên bản flanker. Nhưng Azzaro Wanted thì nó lại rất là kém hơn rất là nhiều so với The Most Wanted, Wanted by Night đó. Thì với một cái sự kết hợp của mùi gừng và ngọt của, nếu như mình nhớ không nhầm, là của đậu tôn ca, tuy nhiên một cái mùi hương nó hết sức là chán ngắt. Các anh em đừng bao giờ mua chai nước hoa đấy, Azzaro Wanted đừng bao giờ mua. Hãy mua Wanted by Night hoặc là The Most Wanted, những cái flanker của nó mùi hương nó quyến rũ hơn rất là nhiều. Đừng mua chai nước hoa Azzaro Wanted. Ok. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là YSLY Le Parfum. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của dòng YSLY. Mình đã từng được thẩm mùi chai nước hoa này rồi và nói thật là nó không có một cái gì đặc biệt. Nó khá là, nói chung là so với phiên bản EDP đã là quá đủ rồi. Nếu như các anh em nào muốn một cái mùi hương dành cho các anh em tuổi teen, ngọt, bám mùi lâu, dễ ngửi, quyến rũ đó, nói chung là nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của một anh em tuổi teen mà chúng ta cần, thì YSLY EDP là quá đủ. Còn cái phiên bản Le Parfum thì thực sự mà nói thì một cái mùi hương nó không phải là mới mẻ, và mức giá thì lại hình như lại cao hơn. Đặc biệt là cái mùi hương nó thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có thể gặp rất nhiều cái mùi hương kiểu dạng như thế ở những chai nước hoa khác. Do vậy cá nhân mình đánh giá rằng nếu như các anh em có đang tìm hiểu cái line nước hoa này thì YEDP là đủ, một cái sản phẩm mình đánh giá rất là ổn áp đó. Còn lại thì chúng ta không cần thiết phải mua những phiên bản flanker khác đó. Thì vừa xong, tôi vừa chia sẻ với các anh em một số chai nước hoa mà mình sẽ không bao giờ mình mua, kể cả mình có dư dả về tài chính. Và tất nhiên đây là cái quan điểm cá nhân của mình nói chứ không phải là một cái sự áp đặt đó. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, còn bây giờ bye bye.